em nhận sắp sửa và là mới chục xới cho anh em gần xa nha. Đây đây là hai cái chục xới của anh khách ở ở Cần Thơ, và một chục xới này của ông khách ở Hà Nội nha. Chục xới này có anh khách ở Cần Thơ đây, anh khách này ở Cần Thơ nha. Anh Tính ở Cần Thơ. Chục xới này là em hàng nói nha anh em, hàng nói chục xới ngắn, em hàng nói hàng chục xới dài, em ép sửa thẳng quạt mặt đầy đủ cho anh Tính luôn nha. Mời anh Tính ở Cần Thơ vô xem chục xới anh đây nha, đang quay luôn nha. Đây. Ở đây ép sửa thẳng quạt mặt cho anh em đủ, đảm bảo đồng tâm đồng cực cho anh em, để tránh tình trạng phá sơn hư ổ bi của anh em nha. Đang sửa thẳng quạt mặt luôn. Cảm ơn anh em mình sao ủng hộ cho mình mai nha. Ở đây một cái chiếc xế này của ông khách ở đây, khách ở ngoài Hà Nội, anh Nguyễn Văn Quyền. Đây, mấy anh muốn mong quyền vô xem nha. Xế này ở Hà Nội, anh em ở Hà Nội có nhu cầu làm chục xế, anh được phục vụ. Chục xế này của anh khách ở Cần Thơ, anh Thái Thành Tính ở Cần Thơ nha. Thái Thành Tính ở Cần Thơ. Mời anh Tính vô xem luôn nha. Chục xế của anh Tính là chục xế nói nha anh em, chứ không phải là một chục xế liền. Một lát nữa em và anh sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách hàng nói đây. Để em hàng nói cho anh em cách thẳng nha. Đảm bảo em sửa thẳng luôn, cho anh em xài thoải mái, tránh tình trạng phá sơn hư ổ bi của anh em, đảm bảo cho anh em sử dụng nha. Anh em ở gần thì mang tới em, anh em ở xa đem cái đóng gói gửi bưu điện giúp em sẽ nhận tất cả các mặt hàng qua đường bưu điện cho anh em gần xa. Anh em ở xa anh em có để bưu điện hết cho em nha. Cửa thẳng quạt mặt 100% cho anh em luôn, đảm bảo cho anh em sử dụng đây, để tránh tình pha tránh tình trạng phá sơn hư ổ bi của anh em. Đây giới thiệu lên đây, cái chiếc xới này là chiếc xới hàng nói anh em. Đây em hàng nói đây, hàng nói từ đây tới đây, hàng nói thêm hai tấc tôi cắt 20 phân. Mặt ra là mặt găm liền, em là hình mặt găm lời cho anh em luôn, mặt găm gời cho anh em sử dụng thoải mái nha, để cho anh em có thể thay tháo lắp thay cho chục xế. Và lúc đầu nó liền nha anh em làm gời lại đây, ví dụ nó liền là gì đây, đây nó liền gì em có thể làm rời cho anh em luôn, gai như cái chục xế trên máy nha. Đây là chục xế này của anh khách ở Hà Nội, mời anh Nguyễn Văn Quyền chủ xe xế anh đây. Anh em ở Hà Nội có nhu cầu làm anh được phục vụ nha. Em làm từ Bắc vào Nam. Cảm ơn anh em vì sao ủng hộ nha. Từ Bắc vào Nam, Hoàng Mai anh được phục vụ anh em. Ba miền đất nước, Bắc Trung Nam đầy đủ. Cảm ơn anh em vì sao ủng hộ cho Hoàng Mai. Thẳng nha anh em, thẳng và đảm bảo cho anh em sử dụng. Hoàng Mai anh được phục vụ anh em nha. Đây, nói thẳng và đầy đủ cho anh em hết. Thực tế hàng nói. Cảm ơn anh em nhiều sao ủng hộ cho Hoàng Mai. Hết cái máy tiện của em luôn.